Lạy Chúa là cha thân của chúng con cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay Chúa cho chúng con đã kiên trì học được hết là bài học về cuộc đời của sứ đồ Phaolô, và hôm nay là ngày cuối cùng. Xin Chúa cũng ở cùng với chúng con luôn. Xin Chúa nhắc nhở những quý ông bà anh chị em đang ở trên giường ngủ, hoặc những anh chị em ở Seattle vẫn còn đang có công việc bận. Xin Chúa nhắc họ nhớ đến Chúa, nhớ đến giờ học Kinh Thánh này để mọi người được cùng vào cùng nhau học lời Chúa với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều. Giờ này chúng con sẽ tiếp tục học về cuộc đời của sứ đồ Phaolô, và đây là bài học cuối cùng và sẽ dẫn đến sự chết của sứ đồ Phaolô. Xin Chúa cho ngày hôm nay chúng con có thể học được bài học về cái giây phút cuối cùng của cuộc đời ông mà trong Kinh Thánh đã được ghi lại. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều, và mọi sự con xin dâng lên cho Ngài và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học cuối cùng về cuộc đời của sứ đồ Phaolô. Thì tựa đề bài hôm nay là gặp hoạn nạn vẫn không nản lòng. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt lại bài học tuần trước. Bài học tuần trước là khi ông đang trên đường đến Hy Lạp thì ông đã gặp một cơn bão ở trên biển, và lúc đầu thì ông đã cảnh báo với cái đoàn tàu đó là sẽ gặp bão, nhưng mà họ không tin, họ vẫn cứ tiếp tục di chuyển. Và khi mà họ đã gặp bão thật rồi thì họ mới cảm thấy là Phaolô là một cái đấng mà Phaolô đang theo là một đấng đầy quyền năng và có đầy danh tiếng. Thì họ sau đó họ tin vào lời Phaolô, và những gì mà Phaolô dặn họ làm thì họ đều tin. Và cái phần cuối cùng mà chúng ta học của tuần trước là khi mà Phaolô và những cái người ở trên chiếc thuyền đó đã đi đến đã bơi được tới một cái vùng đảo. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng học tiếp chuyện gì xảy ra, và bài học ngày hôm nay là bài học cuối cùng về cuộc đời của sứ đồ Phaolô mà trong Kinh Thánh đã viết. Thì được hồi phục trước biến cố, thì con nhờ cô Hạnh đọc giùm con cái phần công vụ này ạ. Rồi con để cô đọc để cho cô nhớ luôn chứ, chứ nhiều khi đọc mà tốt lắm đó. Ừ, nó vô trong đầu mình. Rồi cô đọc nha. Công vụ đoạn 28 từ câu 2 tới câu 10. Dân cư trên đảo đối xử với chúng tôi thật tử tế hiếm có. Vì trời mưa và lạnh nên họ đốt một đống lửa lớn để hoan nghênh tất cả chúng tôi. Phaolô lượm một bó củi và đem chất vào đống lửa. Một con rắn độc bị nóng bò ra và quấn vào tay ông. Khi dân địa phương thấy con rắn độc đeo vào tay Phaolô, họ nói với nhau: người này quả là kẻ sát nhân, nên dù đã thoát chết trên biển, công lý cũng không để cho sống. Nhưng Phaolô rảy con rắn độc vào lửa và không hề hấn gì. Họ nghĩ rằng ông sẽ bị sưng phù lên hoặc sẽ ngã xuống chết tức khắc, nhưng họ đợi mãi mà không thấy có gì bất thường xảy đến cho ông, nên họ đổi ý và nghĩ ông là một vị thần. Gần nơi ấy là lãnh địa của Publiu, vị chúa đảo. Ông ta tiếp đãi chúng tôi rất ân cần trong 3 ngày. Lúc ấy, cha của Publiu bị nóng lạnh và kiết lỵ, nằm liệt trên giường. Phaolô đến thăm ông, đặt tay cầu nguyện và chữa lành cho ông. Thấy thế, tất cả những ai trên đảo bị đau ốm đều kéo đến gặp Phaolô và họ đều được chữa lành. Họ đã bày tỏ lòng quý trọng chúng tôi bằng nhiều cách. Khi chúng tôi xuống tàu ra đi, họ đã cung cấp mọi nhu cầu cho chúng tôi. Dạ, cảm ơn cô Hạnh. Thì khi mà chúng ta đọc cái phần đoạn này là khi cả đoàn tàu là đang bị mắc ở trên đảo, thì khi ngay trên đảo thì Chúa vẫn ở cùng với sứ đồ Phaolô, và có một con rắn tấn công ông nhưng mà ông không hề hấn gì, và ngay cả đó ông còn đi
chữa lành bệnh cho những cái người dân ở đó nữa, nên Chúa thấy là Chúa lúc nào cũng ở cùng với ông. Và ông ở trên đảo này, ông đã được ăn no, ông đã được ngủ nghỉ đủ để chuẩn bị trước cho cái biến cố mà ông phải đối mặt khi mà ông ở La Mã. Thì khi chúng ta đọc đọc phân đoạn tiếp theo, chúng sẽ cùng đi, thì cái Manta này là cái đảo mà ông đang bị mắc kẹt. Thì ông sống ở trên đảo này sau 3 tháng, chúng ta đọc sau 3 tháng. Là ông đã sống ở trên đảo này hết cả 3 tháng, và trong 3 tháng đó là ông đi chữa lành cho người bệnh, rồi ông nghỉ ngơi, ông ăn uống, ông ngắm cảnh. Có thể là chúng ta nói là thời gian mà nghỉ ngơi hiếm có của sứ đồ Phaolô. Và khi mà ông ở trên đảo này 3 tháng, thì sau đó ông lên tàu, và cái tàu sẽ tới ghé hải cảng Syracuse. Đây là hãng Syracuse nha mọi người, là cùng một tên đó, Syracuse. Và ông ở lại 3 ngày, sau đó thì ông lại đi đến Rhegium, đây là Rhegium. Và sau đó nữa thì lại đến Puteoli, Puteoli là cùng một tên nha mọi người. Thì ông lại đến đây, thì chúng ta theo Kinh Thánh là như vậy. Và khi chúng ta đọc tiếp, thì khi công vụ đoạn 28 câu 15, khi anh em tín hữu ở Roma nghe tin chúng tôi đến, tức là khi ở Roma là người Roma ở đây, họ nghe về sứ đồ Phaolô, thì họ đã biết rồi, và họ cũng là một số người đã từ khu thương mại Appius và vùng Ba Lữ Quán đến gặp chúng tôi. Là khi mà sứ đồ Phaolô sẽ đi theo cái hướng này là vùng Appius Ba Quán và tới Roma, thì khi mà sứ đồ Phaolô đã ở đây thì đã có nhiều người đã đến gặp ông, và tất cả mọi người đó cùng 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 với ông đi đến Roma. Và Roma là cái chặng đường cuối cùng của ông, là ông đáp ở Roma. Thì khi chúng ta đọc tiếp trong công vụ 28 từ câu 17 đến câu 30, đây là xin chỉ tóm tắt phần này thôi nha mọi người. Thì từ 17 đến câu 20 là ông giải thích vì sao ông lại bị bắt đến Roma. Đây là lúc mà ông nói chuyện, ông chưa có nói chuyện với người chính phủ, mà ông chỉ nói chuyện với những người Roma ở đó thôi. Giải thích vì sao lại bắt đến Roma. Câu 21, câu 22, thì người dân Do Thái ở Roma tại đây, họ nói với sứ đồ Phaolô là muốn nghe Phaolô giải thích thêm về cái vấn đề này. Đoạn 28 từ câu 23 câu 24, thì đây là cái khúc, thì con xin đọc khúc này. Đến ngày hẹn, họ kéo nhau đến nhà trọ của ông rất đông. Từ sáng đến tối, ông giải thích cho họ và làm chứng cho họ về vương quốc Đức Chúa Trời. Ông trích dẫn luật pháp của Môi-se và các tiên tri để thuyết phục họ tin nhận Đức Chúa Giê-xu. Một số người chịu thuyết phục về những điều ông nói, nhưng một số khác thì không tin. Thì khi chúng ta đọc câu này, chúng ta nhớ đến cái lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa với ông, là ông sẽ làm chứng về danh của Chúa ở trên đất Roma, là trên đất Hy Lạp. Thì ông đã làm chứng và ông có cơ hội làm chứng. Thì lúc này Phaolô không có bị bắt vào tù, nhưng mà họ nhốt Phaolô ở trong nhà trọ. Và nhà trọ đó thì ông được quyền, có thể ông không được quyền đi ra ngoài, nhưng mà những người nào mà muốn tới viếng thăm ông thì đều được phép cho vào. Thì chúng ta thấy là ông chỉ bị nhốt về khoảng cách địa lý, nhưng bản thân ông có thể tại nơi đó có thể làm chứng về Chúa cho rất là nhiều người. Khi chúng ta đọc tiếp là từ câu 25 đến câu 26, là Phaolô trích dẫn lời tiên tri Esai nói về dân Do Thái và về việc rao giảng cho nhân ngoại. Thì khi chúng ta đọc cái phần này, chúng ta sẽ thấy những điều như vậy. Và tới 28 câu 30 đến câu 31 là Kinh Thánh ghi là Phaolô sống tại căn nhà trọ ông thuê trọn 2 năm và tiếp đón mọi người đến thăm ông. Ông giảng cho họ về vương quốc Đức Chúa Trời và dạy họ về Chúa, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, một cách tự do không bị trở ngại gì. Thì chúng ta thấy là Phaolô sống ở căn nhà trọ này đến cả 2 năm, và ông được quyền gặp mọi người. Ông không được quyền đi ra, nhưng mà mọi người được quyền đến gặp ông. Thì đây là phần đoạn cuối cùng của sách Công Vụ và ngưng tại đây. Thì trong Kinh Thánh không nói về việc ông sẽ chết như thế nào, nhưng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một số lá thư tín của ông, và ông khi mà ông nói về việc cái chết của ông. Thì sứ đồ Phaolô là có tổng cộng là 14 thư tín, thì Tê-la-sô-ni-ca nhất, Tê-la-sô-ni-ca nhì. Thì đây là khi mà ông viết khi ông ở thành Corinto trong chuyến hành trình giáo thứ hai.
Corinto nhất, Corinto nhì, Galati và Roma thì là trong chuyến hành trình truyền giáo thứ ba. Philip, Epheso, Colosse, Philemon và Hebrew là khi ông đang bị cầm tù lần thứ nhất ở La Mã. Thì chúng ta khi mà chúng ta được tới đây, ông bị cầm tù lần thứ nhất ở La Mã, nhất Timothée và nhì Timothée tiếp là sau khi ông được thả ra khỏi tù ở La Mã lần thứ nhất. Thì khi đọc đến đây thì theo lịch sử người ta nói là ông bị bắt ở La Mã là cái khúc hồi nãy mà chúng ta vừa mới đọc. Thì ông ở đó 2 năm nhưng sau đó bởi vì không ai có chứng cứ gì hết nên ông được thả ra. Ông thả ra thì ông lại đi thăm những cái hội thánh, những cái vùng mà trước đây ông đã kêu gọi về gây dựng thì ông đã đi thăm. Và sau đó ông bị bắt thêm một lần nữa là và ông bị nhốt ở La Mã lại một lần nữa. Nên chúng ta thấy là có 2 lần ông bị nhốt ở La Mã. Thì lần thứ nhất là ông được thoát ra, nhưng mà lần thứ hai là cái lần mà sau đó ông bị giết. Thì chúng ta thấy là Timothy nhất và Timothy nhì có thể nói là hai cái lá thư cuối cùng mà ông viết khi ông bị bắt ở La Mã lần thứ hai. Có nghĩa là trước cái chết của ông không lâu thì ông đã viết Timothy nhất và Timothy nhì. Thì chúng ta cùng đọc những cái phân đoạn cuối cùng của Timothy nhì thì chúng ta sẽ biết được là như thế nào. Và con nhờ cô Hạnh đọc giùm con đoạn này luôn ạ. Rồi, xin mời mọi người cùng nghe nha. 2 Timothy đoạn 4 câu 6 đến câu 8. Về phần ta, mạng sống ta đang bị đổ ra làm tế lễ. Giờ qua đời của ta gần rồi. Ta đã chiến đấu anh dũng trong trận mạc, đã hoàn tất cuộc chạy đua và giữ vững đức tin. Hiện nay, ta đang đợi mão hoa chiến thắng dành cho người công chính mà Chúa là vị thẩm phán công minh sẽ trao cho ta trong ngày phán xét cuối cùng. Chẳng những cho ta thôi đâu, nhưng cũng cho mọi người yêu mến và trông đợi sự quan lâm của Ngài. Cảm ơn cô Hạnh. Khi chúng ta đọc cái phần Timothée nhì, đây là cái lá thư cuối cùng mà sứ đồ Phaolô gửi cho Timothée và cũng như có thể gọi là điều trăn trối cuối cùng của ông. Thì ông nói là ông giờ qua đời của ông đã gần rồi, ông đã biết trước cái chết của mình. Có thể Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời đã báo cho ông biết trước là ông sẽ phải chết như thế nào. Và ông nói là ông đã biết trước cái sự chết của mình. Để chúng ta thấy về cái chết của ông đã biết trước và ông sẵn sàng cho cái sự chết này. Và ông cảm thấy là ông đã xong cái phần cái cuộc chạy của mình rồi. Khi chúng ta đọc thì chúng ta thấy là ông đã sẵn sàng cho cái chết vì đạo của ông. Thì khi chúng ta đọc trong cuốn sách Timothy nhì đoạn 1 câu 15 thì chúng ta thấy trong lúc mà ông bị bắt lần thứ hai ở La Mã thì ông chỉ có một mình ông và Luca. Thì khi chúng ta đọc chúng ta thấy là trong Timothy nhì đoạn 1 câu 15 thì ông biết là ông viết cho Timothy rằng ông nói là con biết rằng tất cả mọi người ở Tiểu Á đã lìa bỏ ta, có cả Phi-gen và Hermogen nữa. Tiếp theo đó đoạn 9 đoạn 4 từ câu 9 đến câu 13 thì ông nói rằng con hãy cố gắng đến với ta thật gấp vì Đêma lìa bỏ ta rồi, tại người ham mê đời này nên đã qua Thessalonica, Cơresen thì đi Galati, còn Tích qua Damati, chỉ còn Luca ở với ta. Con hãy đem Mát theo vì Mát giúp ích ta trong chức vụ. Ta đã sai Tychicơ đi Epheso. Khi con đến nhớ đem chiếc áo choàng ta để lại tại nhà Cabut ở thành Choác và các cuộn sách, nhất là các cuộn bằng da thuộc. Khi ta tự biện hộ lần thứ nhất tại tòa, chẳng có ai bên vực ta cả, tất cả đều bỏ rơi ta. Khi chúng ta đọc đến cái phần cuối của cái đoạn Timothy này, chúng ta cảm thấy rất buồn vì bây giờ chỉ còn mình ông với Luca và không còn ai bên cạnh ông nữa. Thì Timothy lúc này ông mới muốn Timothy đến. Chúng ta khi mà chúng ta đọc là con hãy cố gắng đến với ta thật gấp, có nghĩa là cái sự chết của sứ đồ Phaolô đã rất là gần rồi và ông sợ là Timothy không thể nào đến kịp với ông, nên ông mới mong là Timothy đến với ông càng sớm càng tốt. Và chúng ta thấy là lúc này tất cả mọi người, có người rời bỏ sứ đồ Phaolô bởi vì ông bị bắt, có nhiều người bởi vì nhiều công việc, bởi vì cái chức vụ của Chúa nên họ không ở cùng với sứ đồ Phaolô, nên chúng ta thấy chỉ còn mỗi Luca ở sứ đồ Phaolô và chỉ có Luca và sứ đồ Phaolô đối diện với cái sự chết, về cái sự bắt bớ chết này. Và
chúng ta thấy khi mà cái giây phút cuối cùng của cuộc đời Silver Fallow thì chúng ta có thể nói là ông một mình cô đơn, ông chỉ có Chúa là người bên cạnh ông trong cái lúc này, nhưng mà theo về con người thì chỉ có mỗi Luca ở chung với sứ đồ Phaolô. Khi chúng ta đọc tiếp Philip, chúng ta biết là ngay cả khi ông chết đi thì ông vẫn có cái sự kiên trì cho đến cuối cùng. Cho nhờ cô Hạnh đọc dùm con hai cái đoạn kinh thánh này ạ. Rồi, xin chúng ta cùng nghe nha. Philip đoạn 1 câu 20 tới câu 22. Tôi thiết tha mong đợi và hy vọng rằng tôi sẽ không bị hổ thẹn vì bất cứ lý do gì. Nhưng bây giờ hay lúc nào cũng thế. Tôi nói cách giản dị, để dù sống hay chết, Đấng Christ vẫn được tôn cao trong thân xác tôi. Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ và chết là lợi. Nhưng nếu tôi được tiếp tục sống trong thân xác, có nghĩa là tôi sẽ làm việc sao cho có kết quả. Tôi thật không biết phải chọn điều nào. Rồi bây giờ chúng ta nghe Philip 13, 14 nha. Nhưng chỉ chú tâm vào một điều, quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo những điều phía trước nhằm mục đích đoạt được giải thưởng là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Dạ, con cảm ơn cô Hạnh. Khi chúng ta có đọc phần đoạn đầu tiên thì chúng ta thấy ông phân vân giữa sự chết và cái sống. Thì đối với ông thì cái chết nó sướng hơn, bởi vì ông sẽ không phải bị chịu khổ về thân xác, ông cũng không bị bắt bớ và ông được ở với Chúa. Đó là những cái gì mà ông nghĩ. Nhưng mà ông sống thì ông phải tiếp tục làm việc, và ông biết là khi mà ông sống thì ông phải làm việc cho Chúa và ông phải đi truyền giảng. Nên khi chúng ta đọc cái đây là chúng ta không biết là chúng ta ông cái câu cuối cùng hay là tôi không biết là phải chọn điều nào, có là ông phân vân giữa hai việc. Ông dù ông biết là tương lai ông là sự chết, và ông cũng biết rằng là nếu mà ông không chết thì cái cuộc sống của ông cũng đầy sự đau khổ, nhưng mà ông vẫn vẫn kiên trì đến cuối cùng. Khi chúng ta đọc Philip thì chúng ta thấy là ông không quan tâm tới những cái thứ mà hiện tại bây giờ, nhưng ông chỉ biết rằng là ông cứ nhắm mục đích và chạy, và ông nhìn theo hướng Chúa để ông kiên trì đến cuối cùng. Ông không có nhìn vào bất cứ cái sự khổ của đời của ông hay là bất cứ một người nào, nhưng mà ông nhắm vào Thiên Chúa và ông chạy. Và đó là điều mà ông có thể giúp ông được kiên trì đến cuối cùng. Thì về cái sự chết của Phaolô, trong Kinh Thánh không nhắc đến về sự chết của Phaolô. Trong Kinh Thánh cũng không nói đến là Phaolô đã chết như thế nào và như thế nào và trong thời gian nào, nhưng mà theo trong lịch sử, theo trong những cái người sử sự theo những người mà họ nghiên cứu về lịch sử của Kinh Thánh thì họ nói rằng là sứ đồ Phaolô chết khi ông bị hình như là bị chém đầu. Và lúc đó là trong cái thời gian đó là đạo của Chúa bị bắt bớ rất là nhiều, và ông bị chết chung với rất là nhiều người, chứ không phải là chỉ có một mình ông chết. Nhưng mà chúng ta thấy khi chúng ta đọc ở trong công vụ, những cái công vụ này mình đều đã từng nghe, thì ông nói rằng là đừng có đau lòng về cái sự chết của ông, và ông sẵn lòng chết vì danh Chúa. Thì chúng ta thấy là sự chết của sứ đồ Phaolô không phải chết vì bệnh tật, nhưng mà chết vì bị bắt bớ, chết tử vì đạo. Và trong công vụ cái đoạn thứ hai thì chúng ta thấy Chúa đã nói với sứ đồ Phaolô rằng sau sứ đồ Phaolô phải chịu rất là nhiều đau khổ vì danh của Chúa. Chúa cũng đã nói trước với sứ đồ Phaolô là ông phải chịu rất là sự chịu nhiều đau khổ, và cái chết của sứ đồ Phaolô là một trong những đau khổ đó. Thì xin nhắc lại là trong Kinh Thánh không hề nói về cái sự chết của Phaolô, nhưng mà xong sách công vụ là chúng ta thấy không, ngoại trừ những thư tín của ông, là không hề đề cập đến sứ đồ Phaolô nữa. Và Phaolô đã chết vì danh Chúa vào khi mà ông bị bắt lần thứ hai tại La Mã. Thì chúng ta đã xong về cuộc đời của sứ đồ Phaolô. Thì chúng ta nhớ cái tựa đề của cái bài học ngày hôm của mấy tháng nay, có nghĩa là một con người của ân điển và kiên trì. Tại sao con lại chọn hai cái từ này? Ông là một con người ân điển bởi vì ông đã
bị lạc mất. Ông đã lạc mất nhưng mà ông đã được tìm kiếm lại, và bởi vì ân điển nên ông đã trở nên thành một sứ đồ truyền giảng danh của Chúa cho nhiều người, cho nhiều người. Và trong những cái thư tín của ông nói rất là nhiều về sự ân điển. Khi chúng ta đọc kỹ hơn về những thư kín tín của ông thì chúng ta biết là ông viết rất nhiều về ân điển, về Chúa đã cho ông những gì, và tất cả những gì mà ông có ngày nay không phải là đến từ ông chỉ là một con người yếu đuối, nhưng mà ông được lớn mạnh hơn bởi vì ân điển của Chúa. Và cái thứ hai của sứ đồ Phaolô mà muốn nhấn mạnh đó là sự kiên trì. Ông kiên trì rất nhiều, chúng ta thấy cái thời gian từ khi mà bắt đầu khi ông trở lại đạo, rồi ông phải lưu lạc ở những nơi hoang vắng, rồi ông bị người ta đuổi giết thì ông phải trở lại quê hương của ông, rồi sau đó là ông phải ngồi đợi Barnabas đến tìm ông để cùng nhau đi đến thành Antioch, mọi người nhớ không? Thì đó, ông là một người kiên trì, mọi thứ ông đều kiên trì và làm việc cho đến cuối cùng. Thì đây là hai đặc tính của sứ đồ Phaolô mà con nhận ra khi con học lại bài học hôm nay. Thì chúng ta đã học xong về sứ đồ Phaolô, thì con nhờ cô Hạnh cầu nguyện cho bài học này, và con sẽ có một số thông báo về cái bài thi kiểm tra của chúng ta tuần sau ạ. Rồi, cảm ơn con. Vâng, xin tất cả chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện nha. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con ở trên trời, là Chúa yêu thương và toàn năng. Chúng con đổi tạ ơn Cha vì thì giờ này chúng con vẫn còn được bình an và được mọi điều thuận lợi để chúng con ngồi đây và học lại cuộc đời của một người tôi tớ yêu dấu của Ngài là sứ đồ Phaolô. Chúng con biết không thể nào chúng con có thể tả hết ảnh hưởng của sứ đồ Phaolô trên cơ đốc nhân, trên các hội thánh Ngài từ 2000 năm nay. Và khi học về ôn lại cuộc đời của ông thì chúng con mỗi người đều nhận ra những bài học riêng cho mình, và trên hết chúng con hiểu rằng dù có những khó khăn như thế nào thì sống với Chúa là sống với niềm vui, sống với hy vọng và sống với hết tất cả con người của mình, dù hoàn cảnh có thuận lợi hay không. Xin ơn Cha gìn giữ cho mỗi chúng con có được sự trung tín với Ngài. Và bất kể chúng con có bị người đời bỏ rơi, thì Cha vẫn ở cùng chúng con và chúng con không bao giờ cô đơn. Và chúng con đổi tạ ơn Cha vì rất nhiều những lời dạy dỗ của sứ đồ Phaolô đã soi sáng cho chúng con hơn về ân điển của Chúa Giêsu, cũng như cho chúng con hiểu hơn về cựu ước, làm thế nào để cựu ước liên kết với tân ước và trở thành một giao ước lớn cho những người là hậu tử của Abraham, là chúng con trong phần tâm linh. Chúng con đổi tạ ơn Cha, và con cũng đặc biệt tạ ơn Cha rất nhiều cho Thảo Nguyên đã bền lòng trung tín suốt 4 tháng nay chia sẻ với chúng con về sứ đồ Phaolô. Trong thời gian sắp tới, Thảo Nguyên sẽ có những dự định riêng hay có những điều gì khác nữa, thì xin ơn Cha cứ ban phước cho con gái của Ngài càng hơn. Và chúng con biết rằng Cha đang kêu gọi, Cha đang sử dụng Thảo Nguyên cũng như tất cả chúng con cho vương quốc của Ngài. Hết thảy chúng con tạ ơn Cha, và chúng con vui mừng chào đón ngày Sa-bát trong ơn của Ngài. Chúng con tạ ơn và cầu xin trong danh Chúa Giêsu Christ.